Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng hơn 7 giờ rưỡi tối ngày 26 tháng 1 2024. Và mình đang có mặt ở buffet Biển Đông, một trong những quán buffet nổi tiếng nhất ở thành phố Cần Thơ nha. Trước mặt các bạn toàn bộ là cua, ghẹ, tôm sống. Và chúng ta được thoải mái lựa chọn, tự mình lấy luôn. Buffet Biển Đông nằm trên đường Cách Mạng tháng 8, cách khu vực Bến Ninh Kiều khoảng độ vài cây số thôi các bạn. Địa chỉ là 100 Cách Mạng tháng 8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại 0292 382 9292, hotline 0911 120 088. Ở đây tôm, cua, ghẹ, hấp, nướng, cháy, tỏi, rang me, rang trứng muối, rang muối phồng, rang muối Hồng Kông, rang muối lá chanh, sò ốc, bò, sashimi, tôm sú, cá hồi Na Uy, hàu, cá mú, bạch tuộc đỏ Nhật, cá chích ép trứng. Đặc biệt, cá hồi Na Uy áp chảo sốt chanh dây, bào ngư Hàn Quốc nướng mỡ hành, sốt nấm đông cô, sốt tiêu đen. Ơi, mình đã mua vé ha, bây giờ chúng ta sẽ vô trong. Giá vé là 499.000 đồng, bao gồm thức uống là các bạn ha. Ở đây chúng ta sẽ có nước sâm, rễ chanh. Ngoài ra đặc biệt sẽ có nước suối và bia, bao gồm trong vé buffet luôn. Đây các bạn xem nha, đây là nước suối nè, rồi nước dưa lưới nè, rồi thêm chúng ta có bia Sài Gòn nè, bia 333 nè. Như vậy là phân khúc 499.000 đồng này cho là 500.000 đi. So với buffet ở Sài Gòn, chúng ta đã từng ăn như là Poseidon hoặc là Cổ Vân Long, thì ở đây có một lợi thế, đó là bia miễn phí, uống thả ga. Ngoài ra có Coca-Cola, Pepsi, rồi chúng ta sẽ có một số loại chè như là Sâm Bổ Lượng ở đây. Đó các bạn xem, này xương sáo hạt é luôn. Đây chính là Sâm Bổ Lượng nè. Rồi nước thơm. Rồi ở đây chúng ta có rau câu, bánh flan và rất nhiều loại trái cây. Đây chính là cái phần rau câu nè. Ở bên trong nó giống dạng có bắp vậy các bạn. Rau có bắp ha. Đằng kia chắc là rau câu sô-cô-la. Rồi bánh flan, một số loại trái cây chúng ta thấy có dưa hấu, có cam, có dưa lưới, có táo, có cam xanh. Rồi có lê, có mận, có ổi, có dưa hấu, có quýt. Và quýt, chủng loại là quýt đường ngọt. Và chúng ta thấy là lượng khách khá là đông nha. Được cái là sạch sẽ, ở đây là một số các loại salad. Rồi có gỏi ngó sen, đó. Có gỏi xoài. Tiếp tục chúng ta đi theo hướng mình đây là một số quầy nước chấm. Đó, rồi có muối ớt xanh, muối ớt đỏ. Ở đây sẽ là tôm. Lại là tôm. Tôm tiêu. Đó, tôm sốt rang tiêu. Cái này là ghẹ. Mình nghĩ là những món như thế này mình sẽ ít ăn lắm. Ghẹ rang muối lá chanh. Rồi ở đây là cua, cua rang me. Tiếp theo bên đây cũng là cua nữa, cua rang trứng muối. Những cái quầy như thế này các bạn thấy là sẽ ít người lấy, bởi vì đại đa số là họ tập trung vào món sống. Ở đây có tôm mũ ni nữa, tôm mũ ni cháy tỏi các bạn nha. Kích cỡ ở dạng vừa, thấy cũng có thịt đó. Rồi chúng ta tiếp tục đi nha. Qua cái quầy này sẽ là một số món chiên, chẳng hạn như khoai tây, rồi gà chiên, rồi tôm chiên, tất cả lăn bột hết các bạn. Rồi chả giò khá nhiều, xúc xích, một số loại cá viên chiên, rồi pizza. Đây chính là cái khu vực mà tập trung nhiều nhất sẽ là những con tôm sống. Đó, thoải mái bắt các bạn nha. Hình như là tôm sú biển. Đó, nó có từng cái vằn 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 ra.
Ở đây là sẽ có một cái thùng đựng nước đá, chúng ta sẽ nhúng cái phần tôm vô cho nó đông tê tái lại để cho nó đừng có nhảy đó. Chị này lấy đến đây là đây là một con ghẹ, một con cua và rất rất nhiều tôm đó. Bạn nào thích ăn cua ghẹ tôm sống thì cứ qua đây thôi, bảo đảm luôn đây là phần tôm càng xanh tươi sống mới ướp vô cho đá cho nó tê tê. Một số chỗ bán buffet khác họ không để cái phần nước đá này á, là con tôm bắt nó cứ nhảy 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 nhảy. Đây là phần cua sống nè các bạn, nhiều lắm, tha hồ chọn nha. Như vậy cái điểm mạnh của họ chính là cái phần tôm cua ghẹ sống, và chúng ta tha hồ chúng ta bắt ăn bao nhiêu tùy thích và họ sẽ chế biến cho chúng ta luôn. Rồi ở đây sẽ có một số loại ốc khác nữa. Đây các bạn nhìn con cua nè, không? Đó, quá trời cua luôn. Ở Sài Gòn thì hình thức buffet tôm cua ghẹ sống có, tuy nhiên là mình không có được thoải mái tự mình chọn tự mình bắt đâu nha. Ở đây sẽ có phần tôm luộc, họ luộc sẵn luôn, mình thấy là tôm xú biển. Rồi cua nè, mình không thích cái này á, thì mình tự mình đi chọn, sau đó thì họ sẽ chế biến theo yêu cầu mình nha. Và ở đây là món bò, giống bò nấu lagu quá các bạn đó. Cũng thấy ít ai đụng tới, có lẽ là mọi người tập trung tôm cua ghẹ. Đây là nghêu hấp sả. Rồi qua nữa, khá là dài, chung quy tập trung về hải sản thôi ha. Ở đây chúng ta sẽ có ốc hương, kích cỡ cũng khá lớn các bạn đó, ốc hương với sả ớt. Rồi một số loại ốc khác nữa nè. Ồ, sao cái con này không thấy thịt vậy, hay là bị người ta lấy hết rồi. Rồi ốc hương nữa. Tiếp tục di chuyển qua đây, chúng ta thấy sò huyết, rồi ốc len xào dừa, quá trời loại ốc luôn. Rồi tiếp tục đi các bạn ha. Ở đây chúng ta quan sát là sạch sẽ ngăn nắp. Ở đây có một số loại hàu họ nướng sẵn cho mình. Đó, có mỡ hành, có đậu phộng, tuy nhiên ngon nhất là chúng ta lấy cái loại hàu sống chúng ta tự nướng. Mình nghĩ cách bày biện như thế này, đây là sò điệp với lại phô mai. Nhưng mà xác định món nướng thì để họ tự nướng ngon hơn. Qua đây sẽ là cái phần sashimi. Rồi, từ xa xa chúng ta sẽ thấy có phần cá hồi, cá chích và bạch tuộc. Đó, họ đặt trong cái ngăn kính nha. Và đây chính là cái khu vực chế biến đó các bạn. Các bạn có thể lấy tôm, lấy ghẹ, lấy cua gì đó đưa đến cho họ chế biến. Đó, xin chào. Đó, đây họ chế biến xong đó họ sẽ mang đến tận bàn cho mình luôn nha, chỉ cần yêu cầu thôi. Rồi bây giờ chúng ta di chuyển tiếp qua cái khu vực này. Tiếng máy lạnh hơi ồn các bạn. Cũng là sò điệp phô mai. Rồi, hàu nướng phô mai. Ở đây có cả cầu gai nha. Đó, cầu gai hơi nhỏ nhưng mà loại này nó cũng sẽ béo lắm. Mình ăn mấy lần cầu gai nhỏ nhỏ cũng ngon các bạn. Rồi, tiếp tục. Chuối nấu ba ba. Món này hơi lạ. Qua tới bên đây sẽ có một món đặc sản của Cần Thơ, đó là cháo lá dứa ăn với tôm rim và trứng hộp vịt muối. Cái món này 2009 đến Cần Thơ mình đã ăn, mình rất là thích cái món này các bạn. Rồi kế bên một số cái món giống như dim sum vậy đó. Đây là món ốc vòi vôi sốt nấm đông cô. Rồi qua đây chính là món mực. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cái này giống đậu hũ quá. Rồi mấy chỗ này hết rồi. Đây chính là món bò cuộn sả. Rồi tôm.
lại tôm. Ở đây là phần tôm sống sốt với lại mình nghĩ là sốt cay với lại xoài. Qua tới khu vực này sẽ là rất rất nhiều loại rau sống dùng để ăn lẩu. Phần lẩu này nằm trong cái tiền vé luôn các bạn nha, có nghĩa là buffet lẩu nướng đó. Rồi đứng xa xa chúng ta sẽ thấy có rất nhiều loại như cá chạch, rồi mực thả lẩu, rồi các loại thịt. Đó. Có heo rừng luôn, bạch tuộc, bò cuộn kim châm. Rồi chúng ta sẽ thấy khá nhiều hàu, đây các bạn xem. Rồi xò dẹo. Đây mấy con hàu khá là lớn ha, nếu mà lấy những con này đem nướng sẽ ngon hơn nè. Rồi xò mai nè. Đó. Quá trời không. Xò điệp. Đây chính là phần cầu gai các bạn nha. Như vậy là bạn nào thích ăn hải sản thì mình nghĩ là cái quán buffet này sẽ hợp lý đó. Giá 499 ha. Đã bao gồm thuế phí tất cả mọi thứ luôn rồi đó, bao gồm thức uống luôn. Ở đây sẽ có một số loại kim chi. Rồi. Wasabi, gỏi ớt, rồi đậu phộng, đây chính là phần gỏi cuốn. Kế bên chúng ta sẽ có một số loại sushi. Đi ăn buffet hạn chế ăn sushi, ăn rồi no lắm. Còn nữa, máy lạnh nghe ồn quá. Đây là cái súp hải sản, rồi bánh canh. Bánh canh tôm. Đây là món cá tầm hấp Hồng Kông. Rồi spaghetti. Mì spaghetti ha. Và rất nhiều loại cho các anh kia. Rồi, mình đã lấy đến đây. Đầu tiên chính là món tôm tích rất là lớn các bạn ha, bằng cái dĩa luôn chiều dài của nó. Món thứ hai chính là sashimi cá hồi và cá chích. Tiếp tục cá tầm hấp Hồng Kông, bò cuộn sả, rồi cái phần này là tôm sốt Thái quá, với lại xoài. Đây là phần mực với đậu hành, một số món như là hàu nướng mỡ hành với lại sò điệp, rồi sò điệp phô mai. Ở đây sẽ có cái phần bò nấu lagu. Rồi cua. Cua này cua làm sẵn các bạn nha. Chúng ta sẽ có phần cua chúng ta đem luộc riêng nữa. Đây là cái phần tôm họ luộc sẵn cho mình luôn nè. Rồi đây là phần kim chi. Rồi sò huyết với lại ốc hương. Rồi, chúng ta chuẩn bị ăn từng món nha. Đầu tiên chúng ta có món tôm này, nếu mình nói không sai chính là phần tôm sú biển các bạn. Nó từng ngấn, các bạn thấy nè, lột ra từng con nha, rất dễ lột. Nó hơi nguội chút xíu các bạn. Nhưng mà rất dễ lột, rõ ràng là chắc thịt. Đưa vào miệng nhai, khỏi chê luôn. Đây các bạn quan sát nha. Con tôm dai, ngọt thịt, rất là chắc thịt. Cái đầu nó có cái độ béo nữa. Tiếp tục chúng ta có phần sashimi cá hồi và cá chích. Thì cái phần cá chích mình ăn cảm thấy ngọt và dai, còn cá hồi rất bình thường. Mình thấy nó thiếu một cái độ dai hơn á, so với một số những cái tiệm sashimi mình đã từng ăn. Ở đây là phần bò nấu lagu. Ở đây mình lấy tất cả là 3 cục, trong đó có 2 cục là ngon các bạn, có phần mỡ mỡ. Cái cục mà không có mỡ thì ăn nó sẽ hơi dai chút xíu. Nó bị một cái điểm trừ chỗ là nó hơi
không có nóng, thì ăn rất là ổn các bạn. Đây chúng ta tiếp tục lột thêm cái con tôm nữa, các bạn thấy không, ngon không? Đó, quay cận cảnh hơn nè. Rồi, nhân viên đã mang đến đây một cái phần tôm khác. Đây chính là phần tôm càng xanh do mình tự lựa, và tất cả là 5 con, trong đó có tất cả là 4 con lớn. Bây giờ các bạn xem, chúng ta lột cái phần tôm càng xanh ra, cũng rất là dễ lột luôn. Phần tôm này là tôm hoàn toàn sống, kích cỡ lớn các bạn thấy không? Cái con này lớn cả ngón tay cái và cắn vào rất ngọt thịt, cái đầu nó béo các bạn. Nói chung là cái phần tôm cua ghẹ đây hàng sống hết thì chắc chắn phải ngon rồi. Đây các bạn quan sát kỹ nha. Đó, cái phần gạch bên trong của nó rất là béo. Chấm muối ớt xanh hoặc là chấm nước tương, nước mắm gì cũng ngon cả, thêm phần ớt nữa. Đây là cái con thứ hai lọc ra luôn. Đã chưa? Con nào con nấy bự quá trời bự. Rồi, tiếp tục chúng ta có cái phần tôm tích nha. Con tôm tích rất lớn các bạn, dùng cây kéo cắt ngang cái sống lưng của nó, sau đó chúng ta lột ra, kéo ra toàn bộ luôn. Đây. Hồi nãy mình ăn hết một con rồi, tôm tích dai ngọt thịt các bạn. Tuy nhiên vẫn là một cái phần nhược điểm là ở chỗ nó hơi bị nguội. Ở đây cái quán buffet này họ không giữ nóng được cái thức ăn họ đã chế biến sẵn á. Mình vẫn khuyến khích các bạn là ăn những cái phần gọi là đem lại mình tự nướng và tự bỏ vô lẩu. Tuy nhiên cái phần tôm tích này không có cái loại sống mà cho chúng ta tự mình nướng đâu nha. Đó, các bạn thấy cái độ dai nó không, kéo ra đó. Rồi lột ra, lột ra. Đây, tách ra. Tiếng máy hơi ồn bên ngoài ha. Như vậy nãy giờ chúng ta có cái phần tôm sú biển, tôm càng xanh và cái phần tôm tích này là ngon đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái con cua, đây cũng là cái con cua sống do anh Tâm lựa, sau đó đưa vô chổng hò luộc. Đối với mặt hàng hải sản mình thấy ngon nhất chính là luộc sau đó chấm mắm muối tiêu. Đó, có cái phần gạch luôn nha, bây giờ bẻ cho các bạn xem nè. Rất là chắc thịt. Bẻ. Ừ. Cái con này là mình lựa là con nhỏ thôi đó, chứ không phải là con lớn nha. Cái phần thịt bên trong chắc, dai, ngọt thịt các bạn nha. Cua con nào con nấy rất là đã. Đó, nguyên cái phần thịt luôn. Rồi, quan sát chút xíu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bẻ cái con ghẹ luôn nha. Ở đây mình chỉ lấy đúng một con cua và một con ghẹ thôi, chứ không có lấy nhiều các bạn nha. Thực ra là họ có thể cho mình ăn thoải mái, có bạn là ăn một lượt hai con, ba con trở lên. Tuy nhiên đây mình với anh Tâm ăn chỉ đúng hai con à, mỗi người nửa con ghẹ, nửa con cua. Bây giờ bẻ cái con ghẹ ra, bên trong cái phần trứng rất nhiều các bạn. Trứng ghẹ ở đây nó sẽ có một cái độ béo béo và cái con ghẹ này lớn hơn. Bây giờ các bạn xem cái phần thịt của nó nè. Đó. Dai, chắc, ngọt, thịt, đáng đồng tiền gì đâu á. Cắn vào một cái là thấy đê mê luôn. Rồi, như vậy là có cua, ghẹ, tôm, ba món chủ lực của cái nhà hàng này. Đây, quay cận cảnh hơn một cái đùi của cái con ghẹ. Nào, các bạn thấy không? Cái phần thịt của nó đó. Đó, giống cái đùi ếch không? Cắn vào một cái đã lắm các bạn. Rồi, tiếp tục chúng ta có cái phần hàu nướng mỡ hành, sò điệp nướng mỡ hành với lại cái phần sò điệp nướng phô mai. Đó, nướng lại chút xíu cho nó nóng lên. Bên cái phần sò điệp nó bốc bốc khói rồi đó. Phần hàu ở đây tươi ngọt thịt các bạn, không có bị sạm gì hết nha. Sò điệp cũng ngon luôn. Mỡ hành nướng thơm. Đó. Phô mai béo béo. Như vậy là cái mặt hàng hải sản ở đây thực sự ngon. Rồi, tiếp theo chúng ta có cái phần tôm này giống dạng tôm sốt Thái. Thì cắn vào một cái là nó có độ tươi, độ dai, ngọt thịt. Tuy nhiên cái phần sốt thì hơi ngọt ngọt chút xíu thôi, không có gì đặc biệt. Xoài chua, ớt cay,
kế bên là cái bò cuộn sả, nhưng mà cắn vào cái phần bò này lại cảm giác không phải là thịt bò mà giống như thịt heo, cái vị cũng ngon, thơm thơm cái mùi sả. Tuy nhiên nó hơi mỡ dầu chút xíu các bạn nha. Tiếp theo thì chúng ta có món kim chi, ăn cái món kim chi này có độ chua, độ cay, ngọt nhẹ, ngon các bạn, để đổi vị và phần ớt cay nữa nha. Nên lấy phần kim chi để ăn. Đây là dạng như cái phần đậu hũ vậy đó. Nó có chút xíu phô mai béo béo, tuy nhiên hơi bị nguội các bạn. Vẫn là cái điểm trừ của họ là bị cái phần nguội. Chung quy lại là các bạn nên lấy tôm cua ghẹ sống kêu họ luộc và ăn chính những cái phần đó, và chọn thêm một số những món khác. Cái phần mực ở đây rất là dày các bạn, cắn vào tươi ngọt thịt. Đầu hành cũng ngon, vị nó làm ngon nhưng mà cũng là bị nguội. Món nào họ chế biến rồi cũng bị nguội do họ không có giữ cái phần nhiệt á. Thứ hai là cái đồ mà hâm nóng ở bên dưới á. Cá tầm hấp Hồng Kông vị tươi béo ngon, cũng bị điểm nhiệt luôn. Mình hy vọng là chủ của cái nhà hàng này, quán ăn này họ xem video này và họ chỉnh sửa lại cái phần nhiệt của món ăn. Và sau đây là phần đặc sản của Cần Thơ. Đối với mình là đặc sản các bạn, đây chính là phần cháo lá dứa thơm với lại con tôm rim. Đó. Kỷ niệm 2009 đến Cần Thơ ăn món này và tới bây giờ vẫn nhớ. Ngoài ra thì còn là món cơm tấm cơm sườn nữa. Đây là trứng hút vịt muối nha. Hồi đó là cái món mà mình thường ăn ở Cần Thơ chính là những món này. Cái lúc mà chưa có tiền là chỉ ăn cái dĩa cơm tấm lúc đó còn rẻ lắm. Đây họ bật cái phần lửa lên rồi chúng ta cho cái phần lẩu vô nha. Lẩu đây chính là phần lẩu kim chi. Ở đây họ sẽ có bốn loại lẩu: lẩu kim chi, lẩu Thái, rồi lẩu mẹ chua với lại lẩu nhúng giấm. Đây là một số loại rau, họ có khá nhiều như là bông điên điển, rồi cải, rồi tần ô, rồi cải mầm, rồi nấm, rồi mì. Mình chủ yếu là sẽ ăn rau nha. Đây là một số loại thịt mà chúng ta đưa vô, rồi có mực, có cả cá bớp nữa các bạn, rồi đậu hũ, rồi cá hồi. Tuy nhiên cái phần cá bớp ở đây mình thấy chủ yếu là phần da và phần mỡ đó. Đó cái cục đó chính là phần cá bớp nha, rồi chúng ta đưa vô cho cái phần lẩu. Đẩy hết vô luôn, có phần thanh cua nữa. Rồi, phần thịt bò. Nhúng xuống rồi cho toàn bộ phần rau vô luôn. Cái bếp ở đây họ làm khá là tốt các bạn, mình không có cảm thấy là bị nóng ở bên xung quanh nha. Ở bên buffet Cô Bà Cồi ở Cần Thơ là họ làm cái lò, trời ơi, ngồi phía dưới nó nóng như đâu. Rồi nhúng xuống. Cái phần nước lẩu kim chi này sẽ có vị chua chua ngọt ngọt, rất dễ ăn các bạn. Rồi chúng ta có thêm một số loại rau câu, rồi ổi, dưa hấu, rồi mận, rồi quýt. Quýt đây dạng quýt đường ngọt nha, dưa hấu cũng ngon, ổi cũng được. Rồi rau câu thì rau câu sô cô la đó mình bình thường các bạn, rau câu dừa bình thường. Mình không có ăn cái phần sâm bổ lượng nha, no lắm rồi. Chỉ như vậy thôi. Thì mình đã ăn xong cái phần buffet Biển Đông các bạn ha. Buffet được đánh giá là hạng sang ngay tại thành phố Cần Thơ, cho phân khúc dưới 500.000 đồng. Trung tâm thành phố Cần Thơ, bây giờ chúng ta sẽ nghe nhận xét tổng thể cuối cùng, ấn tượng nhất về cái buffet này. Chúng ta sẽ nghe anh Tâm nói nha. Qua đây Tâm, nhớ gì nhất về cái buffet này? Cua tôm và ghẹ, diễn tả cái cua tôm ghẹ, cái thịt nó chắc, ngọt. Còn gì nữa không? Còn gì để nhớ nữa không? Những món kia là họ để mà như nó không có hấp nóng á, nó cũng ngon đi á, mà ý là nó không có được nóng hay lạnh. Okay. Chỉ có vậy thôi hả? Ok. Rồi bây giờ mình nhận xét các bạn ha. Đầu tiên chúng ta thấy là trong phân khúc của 499.000 đồng, nếu mà so với Sài Gòn thì chúng ta sẽ có buffet của Poseidon, chúng ta có buffet Cụ Vân Long. Đây là hai cái nhà hàng buffet mình thấy là hàng sang
ở phân khúc khoảng độ dưới 500.000 đồng. Thì nếu mà so buffet Biển Đông với lại hai buffet kia thì rõ ràng là chúng ta thấy là hai buffet ở Sài Gòn nó hạng sang hơn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy là cái buffet Biển Đông ở thành phố Cần Thơ này sẽ có một cái điểm mạnh, đó là chúng ta được tự ý thoải mái bắt cua, bắt ghẹ, bắt tôm, có nghĩa là toàn bộ là đồ sống và chúng ta được quyền bắt, chúng ta được quyền lựa chọn để chúng ta mang về cái khu vực chế biến và chế biến là theo đúng cái nhu cầu của chúng ta. Trong cái buffet Poseidon như là buffet Cụ Vân Long ở Sài Gòn thì họ có trưng bày hàng sống, nhưng mà đó chỉ là để trưng bày thôi, còn khi mà ăn là họ đã làm hoàn toàn luộc xử lý hết rồi. Thì đây là cái điểm cơ bản khác biệt nhất. Rồi chúng ta nói về sashimi thì cá hồi và cá chích ở buffet Biển Đông này mình thấy rất bình thường các bạn. Trong đó là phần cá hồi mình cảm thấy là nó không có đạt được cái độ dai lắm. Trong khi đó là buffet của Cụ Vân Long hoặc Poseidon ở Sài Gòn thì nó sẽ có cái độ dai, độ thơm rõ ràng hơn. Thôi chúng ta quay lại nói chủ yếu về buffet Biển Đông ở Cần Thơ ha. Tức là ngoài tôm, cua, ghẹ chúng ta được quyền bắt thoải mái, phần cua, phần ghẹ, phần tôm thực sự rất rất ngon. Đó là cái đáng đồng tiền nhất. Sashimi cá hồi và cá chích thì phần cá chích ngon hơn, cá hồi rất bình thường. Còn lại các món khác mình thấy khẩu vị, cái vị họ làm đều ở mức độ khá ngon tới ngon. Tuy nhiên là những cái mặt hàng mà họ chế biến rồi á thì nó sẽ hơi nguội. Ở đây á, nếu mà nói món mình nhớ mà các món họ chế biến, nhớ món gì không ta? Anh Tâm rồi. Các món họ chế biến là có nhớ món gì không? Nó đều ở cái mức độ khá ngon thôi à, chứ đâu có gì xuất sắc đúng không? Dạ. Yeah. Trái cây thì nhiều chủng loại, chè thì cũng được. Rồi món lẩu. Lẩu ở đây là có 4 loại nước lẩu, thì cái phần lẩu kim nãy là lẩu kim chi đúng không? Kim chi, cái lẩu vị lẩu đậm đà các bạn. Nói chung là ở đây các bạn bỏ tiền ra thì ăn chủ yếu là đi ăn hải sản đó, vô đây ăn tập trung ăn hải sản ha. À, thì nó sẽ ngon. Còn lại thì nó không ấn tượng, tất cả mọi thứ đều mức độ là bình. Nếu mà chúng ta không có nhiều tiền á, bữa đó chúng ta ít tiền á thì ghé qua buffet Cô Ba Còi là 160.000 đồng thì ở đó cũng sẽ có tôm càng xanh tươi sống, tuy nhiên sẽ không có cua và ghẹ mà nhiều như kiểu này đâu. Đây là cái sự khác biệt nha. À, quên nói chút xíu nữa là nhân viên phục vụ ở đây nói chung là các em đó còn nhỏ tuổi lắm, khoảng độ 18-19 tuổi. Mình có hỏi một em thì em nói là lương là ở đây tính theo giờ, một giờ chỉ có 16.000 đồng thôi các bạn nha. Một giờ 16.000 đồng. Mình cảm giác là các em này nói chung phục vụ thì cũng được, nhưng mức độ gọi là chuyên nghiệp để trở thành giống dạng như là một cái nhà hàng buffet hàng sang thì không có, vẫn chưa các bạn, vẫn còn hơi xa đó. Và hai nữa là cái bàn của cái buffet á, họ sử dụng cái bàn rồi cái ghế nó không có đạt dạng nhà hàng sang giống như kiểu của hàng ở Sài Gòn, mà cái bàn cái ghế nhìn rất bình thường. Thêm một cái điểm nữa là trời ở Cần Thơ mùa này nói chung là mát mẻ, và nãy mình ngồi ăn trong cái buffet Biển Đông mình thấy cũng mát mẻ và họ có không gian của máy lạnh nữa, nhưng mà thường là phải đặt tiệc trước các bạn, chứ không thôi là chúng ta sẽ ngồi trong không gian của cái khu vực gọi là cho mọi người. Xử lý mùi rất là tốt. Không có nghe cái mùi tanh mùi hôi gì cả. Chén đũa mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp, đó là cái điểm cộng. Hồi nãy có vô nhà vệ sinh không? Sạch sẽ hả? Rồi như vậy là ở Cần Thơ chúng ta có hai là buffet 160.000 đồng cho buffet Cô Ba Còi đợt trước mình đã ăn, và buffet gần 500.000 đồng của buffet Biển Đông, đó là buffet hàng sang cho trường hợp ăn cua, ghẹ, tôm và tôm tích. Tôm tích rất ngon nha, tuy nhiên cũng hơi nguội. Rồi chúc các bạn ngủ ngon nha. Đây là miền sông nước Tây Đô Cần Thơ. Đó, thấy quả dưa hấu 2024. Xa xa bên góc tay phải là khách sạn Ninh Kiều 2 mà mình đã từng ở. Rồi chúc các bạn ngủ ngon. Cho các bạn, hiện tại là khoảng hơn 1 giờ trưa.
ngày 26 tháng 1 2024 ha, khu vực chợ Sớm Củi, quận 8. Gửi chú có 200.000 mà. Số tiền lì xì từ gia đình bố Thảo ở quận 11. Chú ơi, cái tay của chú bị cục. Gửi chú lì xì gia đình bố Thảo. Dạ rồi, cảm ơn chú. Dạ. Chú đã bị cục mấy ngón tay rồi. Lộ 1A, tỉnh Long An, huyện Bến Lức. Đây chú bán vé số ở đây. Cực lắm rồi. Chú ơi, con gửi chú lì xì nha. 200.000 đồng của gia đình bố Thảo. Dạ rồi, chào chú ha. Rất yêu thương, san sẻ. Về hải sản Biển Đông, thành phố Cần Thơ. Đây gặp bác khoảng độ 65 tuổi rồi, bán vé số. Rồi, gửi bác lì xì nha bác. 200.000. Rồi, của ai dí? Gia đình bố Thảo, quận 11. Dạ rồi, rồi chào bác. Dạ rồi.